hay nói lại nước Mỹ. Mỹ của Anh. Yên của Việt Nam. Việt Nam. Trung Quốc. Trung Quốc. Canada. Canada. Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội. Việt Nam đồng. Việt Nam tuần. Việt Nam tuần. Thời tiết ở Bắc Kinh thế nào? Bắc Kinh 的天气怎么样？北京的天气怎么样？ Bây giờ là từ mùa thu. 秋天. Âm Hán Việt là thu thiên. 秋天. 秋. 秋. 天. 天. 秋天. 秋天. Thời tiết mùa thu. Chiêu thiên là thiên chi. Chiêu thiên là thiên chi. Thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh. Bắc Kinh, chiêu thiên là thiên chi. Bắc Kinh, chiêu thiên là thiên chi. Thời tiết mùa thu ở Hà Nội. Hà Nội, 秋天的天气. Hà Nội, 秋天的天气. Thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh thế nào? Bắc Kinh, 秋天的天气怎么样? Bắc Kinh, 秋天的天气怎么样? Thời tiết mùa thu có tốt không? Chiêu thiên là thiên chi hảo má? Chiêu thiên là thiên chi hảo má? Mùa thu ở Bắc Kinh thế nào? Bắc Kinh là chiêu thiên giờ mấy ạ? Bắc Kinh là chiêu thiên giờ mấy ạ? Mùa thu ở Hà Nội thế nào? Hà Nội thì chiêu thiên giờ mấy ạ? Hà Nội thì chiêu thiên giờ mấy ạ? Hãy nhắc lại thời tiết mùa thu. Chiêu thiên thì thiên chi. Thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh. Bắc Kinh, 秋天的天气. Bắc Kinh, 秋天的天气. Bây giờ hãy nghe từ nóng. Rửa. Âm Hán Việt là nhiệt. Rửa. Rửa. Rất nóng. Khẩn rửa. Khẩn rửa. Không nóng. Bú rửa. Bú rửa. Không nóng lắm. Bú thai rửa. Bú thai rửa. Nóng quá rồi. Thai rửa là. Thay rửa là. Không lạnh không nóng.
不冷不热，不冷不热。